Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình có một ít giao nhật để giới thiệu với anh em. Anh em nào xem giao vừa ý có thể liên hệ với mình theo số điện thoại trên tiêu đề để mà mua hàng. Thì hình thức mua hàng anh em có thể chuyển khoản trước hoặc là thanh toán COD. Về hình thức vận chuyển thì mình sẽ gửi chuyển phát nhanh hoặc là chậm. Từ Bình Thuận đến Cà Mau mình sẽ chuyển phát nhanh, còn từ Bình Thuận trở ra ngoài phía Bắc thì mình sẽ gửi chậm. Thì gửi chậm nó 5 đến 7 ngày nó mới tới, nên em có thể sắp xếp thời gian của mình để mà mua hàng và nhận hàng nhé. Rồi để tránh mất thời gian của anh em thì mình giới thiệu luôn. Hôm nay thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu 3 bộ dao. Em bộ số 1 ha. Bộ số 1 bao gồm 2 cây dao, một cây Yuto 18 3 lớp 18, bản rộng là 41, dày chắc khoảng 1,5 ly. Dao thép 3 lớp nha anh em, để vệ sinh sạch sẽ và mài bén. Và một cây Nakiri dân búa rèn thủ công. Cái chữ họ khắc thế này là mình cũng không tra ra nữa, mình không có biết rõ là họ sử dụng thép gì luôn, nhưng mà nó rất là tốt, rất là bén. Thì cái cán này là do mình xử lý ở nhà, mình đốt nó lên và mình thấm dầu vô cho nó bị nó chống nước á, nên xài nó sẽ bền hơn những cái cán mà để còn nguyên. Này là mình mới thử nghiệm 1-2 cây thôi, hình thức còn rất là mới. Đây là cây to. Bộ số 1 này mình bán với giá 750.000, bao phí vận chuyển cho anh em. Tính ra cây có 350 nha anh em, rất là rẻ. Mà dao mình đã vệ sinh sạch và mài rất là bén này. Rồi, bộ số 1 750.000 bao ship. Bộ số 2 là một cây đề 3 mini hai mặt và một cây Santoku thủ công thép giấy xanh. Cái cây đề 3 cũng là có thể là thép giấy xanh đó, tại vì thường mấy dòng đó họ sử dụng thép xanh không à. Cây Santoku này kiểu truyền thống là 16, dài 16 cm, bản rộng là 5, dày ở đây khoảng 2 ly 3 ly. Cây này thì do cái chữ họ dập phía dưới và họ phủ một lớp gì lên á, nên cái chữ thép xanh nó nằm đây nè. Này anh em muốn thấy rõ thì về anh em tự chà ra thấy nha, tự chà ra mà nhìn thôi, nhưng mà nên giữ cái lớp này lại để nó chống gỉ. Con này còn rất là mới, cái tem nó ở đây là mình làm vệ sinh cho mình chùi ra, cây này còn rất là mới, cán còn sạch trơn à. Cái đề 3 hai mặt, đề 3 hai mặt mini này chắc dài cỡ 13.5, bản nó rộng 42 và nó dày 7 ly lận, khá là dày ha. Cái này làm cá nhỏ nhỏ cho mấy anh em đi câu cá là đã luôn á, bỏ túi em đi câu cá là rất là im, còn rất là mới nha, tem còn nguyên nè, hình thức còn rất là mới. Cây này cũng còn mới luôn, thép giấy xanh. Bộ số 2 này mình bán với giá 1.600.000 bao ship. Thêm cái độ bén này nè ha. Anh em nào muốn bén hơn thì có mãi mài nữa. Thì ba nè. Ra này có thể chặt gỗ rồi được luôn á, nhưng mà nó nhỏ quá không nên chặt, nhưng mà mình mài nó chặt được rồi, mình đã test hết rồi. Rồi bộ số 2 này
giá 1.600.000 bao ship. Khuyến khích anh em chuyển khoản nha. Bộ số 3 là một cây đề ba hai mặt. Khâu sừng, khâu này mình đã mót lại thì nó bị nứt nè. Mình đã đổ keo nó lại rồi. Cây này đề ba hai mặt nhưng mà nó không dày lắm. Có thể vừa làm đề ba vừa làm Santoku luôn. Thì nó dày khoảng 7 ly à. Khá là dày đấy chứ. 6 ly. Dày bản rộng là 46. Dài là 16.5. Cái này cũng thích với xanh nha anh em. Khâu sừng. Đề ba hai mặt. Cây này làm vừa làm cá vừa Santoku được luôn, vừa làm cá vừa thái rồi ngon lành. Rồi, cây này là một cái Santoku giống cái Santoku hồi nãy, như ở đây họ không có dập lớp thép xanh. Nên mình tính là Santoku thường thôi. Này là dài 16. Bán rộng 45. Dài chắc khoảng 3 ly. Rồi bộ số 3 này mình sẽ bán với giá 1.800.000 bao phí vận chuyển. Anh em xem kỹ sản phẩm rồi hả chốt nha. Cứ từ từ không vội. Tôi vừa ý mình là nó mua. Đề ba anh em nhớ là đừng có mài bén quá nha. Mài bén quá hạ gốc nó mỏng quá. Cái lưỡi nó sẽ hơi yếu. À, mình làm cá lớn rồi cái xương nó cứng á, nó sẽ bị mẻ rồi. Nên đừng có mài bén quá đề ba. Rồi, bộ số 3 này hai cây, một cây đề ba và một cây Santoku, 1.800.000 bao phí vận chuyển. Anh em nào chuyển khoản thì mình ship. Bây giờ tới giao lẻ nha anh em. Số 1, số 2, số 3, 1, 2, 3. Số 1 và số 2 đồng giá 350.000 cây ha. Giao 3 lớp Santoku 16.5 hết. Này 16.5, 16.5. Kích thước chắc cũng như nhau. Bản rộng 44, dài chắc khoảng 1.5 ly. Con này thì 44 luôn, giống hệt nha. Số 1, số 1 và số 2 đồng giá 350.000 cây bao ship. Cái này bán hai con này giá ngon lành nha. Một hai đồng giá nha anh em, hai con y hệt nhau mà muốn lấy con nào cũng được nha. Đó. Rồi. Số 1 và số 2 350.000 một cây bao ship. Số 3 Tengito 18 cm. Cái này thì rất là đẹp. Dao 3 lớp lõi carbon ốp không gỉ, mấy dòng này dao này xài đã lắm. Dài 18, bản rộng 44. Dài chắc khoảng 1.5 ly. Mấy dòng này nó không có dày đâu, tại vì để thái mà. Dao này rất là đẹp. Vâng, anh em thấy rõ ha. Cây này 650.000 bao ship nha anh em. Gito 18. Và lớp thép khâu đúc.
mua về là xài, không thấy làm gì nữa, tôi cho nó cực, nó mệt. Nên cái việc trả tiền, mọi chuyện để mình lo. Rồi, cái số 3, 650.000, bao phí vận chuyển. Cái số 4. Cái số 5. Cái số 6. Cái số 7. Cái số 8, Nakiri hết nha, lựa Nakiri ra cho dễ. Rồi cái số 4 nè, Nakiri thép 3 lớp, ốp không gỉ, lõi không gỉ luôn, dòng gold GB là 3 lớp đó nha anh em. Cán bằng gỗ ổn định, xoài hấp tan, hấp tan là một phần nửa ở đây thôi. Cây số 4 này mình bán với giá 600.000, bao ship Nakiri 3 lớp, lõi con này chắc VG5, gon là G đó, nó không phải VG10 đâu, này chắc VG5 mà. Rồi cây số 4, 600.000, bao phí vận chuyển. Cây số 5, một cây Nakiri à, cán này mình cũng đốt nó nè, cầm rất là đã, ở ngoài nhìn nó rất là ngầu, thương hiệu đây. Và cây này là thép giấy xanh, Nakiri thép giấy xanh đầy đủ nha anh em, xanh giấy thép. Cái này lợi lưỡi 16.5, bản rộng là 51, dày thì cái đế dày lắm, 4 ly là thon gì mũi. Cây này mình bán với giá 850.000, bao phí vận chuyển. Một cây Nakiri thép giấy xanh còn rất là đẹp, và giáp giấy xanh thì rất là bén đó, nghe thấy nó ngọt không? Thử cao lông miếng nha. Dính nguyên một chùm lông luôn, thật là đáng sợ. Rồi nha, cái số 5, 850.000, bao ship. Cây số 6 cũng là một cây dao thép giấy xanh, nhưng mà cây này rất đặc biệt, đây là bản dày và nó cầm rất là đầm tay, nó nặng hơn cái cây thép giấy xanh mới thì rất là nhiều, bản nó cũng rộng hơn nữa. Cái này lưỡi 17, dày 5, bản rộng 56, này dày 4 ly nè, người tới đây nó dày tới mũi, nó còn dày cho con ly rưỡi 2 ly á, rất là dày. Cái này anh em dùng thép băm rồi được luôn, thái rau cho heo ăn cũng được. Mà chủ yếu thái mình ăn thôi nha. Giờ không ai nuôi heo nữa đâu. Nhà anh em thích giấy xanh đây nha. Cái này là cây số 6, mình sẽ bán với giá 1.200.000, bao ship. Nakiri 17 rất là ít, và cái bản dày như vậy, nặng như vậy cũng rất là ít luôn. Đó, mình thấy nó bén chưa. Này, đặc biệt cây này còn rất là mới nha, anh em thấy hình thức của nó rất mới nè, dấu búa thủ công còn nguyên nè. Rồi cây số 6, 1.200.000, bao ship. Mua thì liên hệ với mình ngay và luôn, điện thoại chỉ chờ tin nhắn tin tin là giao sẽ đi tới các bạn là thôi. Cây số 7, cây này cũng là Nakiri thép giấy xanh khâu sừng 3 lớp, lõi thép giấy xanh đầy đủ, và thép giấy xanh Yasugi, Yasugi
Hagane Aogami, mình biết đọc tiếng Nhật hơi hơi thôi, của hãng Kia. Cái này khâu sần, cái khâu này nó bị nứt ở đây nè, mình đã giá keo lại rồi nha. Ngoài ra là ngoài chỗ đó thôi là còn nhiêu là ngon lành nè. Con này còn mới tinh nè, lớp oxit của ngoài này nó còn nguyên, còn rất là mới. Rồi cây số 7 này giá 1.300.000 bao ship. Nakiri thép giấy xanh khâu sừng của Kia, 1.300.000 bao ship cây số 7. Cây số 8, một cây Nakiri. Cái này mình đã làm cán lại bằng khâu sừng và cán rawwood là gỗ hồng á. Này là gỗ hồng của Ấn Độ nên màu nó hồng hồng sậm sậm đỏ đỏ. Và cái lưỡi là ốp không gỉ và lõi carbon. Đó, các chữ thủ công này mình đọc không ra. Cái này cái số 8 nha anh em. Cái số 8 mình cũng bán giá 1.200.000 luôn. Cây này công mình làm cán rất là nhiều. Và mấy cây xịn xịn mình mới làm cán, chứ dâu dẫm dõm mình không có làm cán đâu. Dẫm dõm mình cũng bỏ luôn rồi. Đó. Rồi cây số 8, 1.200.000 bao ship. Cây số 9, một cây Santoku. Cây này mình cũng đã làm lại cát. Cái này nhìn rất là ngầu. Cũng khâu sừng, cán rawwood luôn. Cái này dài 16.5. 17 chứ. Dài dữ. Dày rộng 41, 46 chứ. Đây dày 3 ly, mũi cho còn 1 ly. Rồi cây số số 9, 2, 4, 6, 8, cây này số 9. Mình làm biến đánh số qua, nói cho nó lẹ, đỡ mất thời gian của anh em, không mất thời gian của mình nữa. Rồi cây này cây số 9 này, một Santoku. Cây này nó bén bá đạo lắm. Cây này cũng 3 lớp, lỗi thì mình không biết xếp gì, nó bén lắm. Phải biết thép gì bán 1.500.000 rồi, không biết thép gì bán 1.000.000 thôi. Cây số 9 giá 1.000.000 bao ship. Khắc nhiều chữ lắm nha. Mình lười mình không tra ra, mình xiên mình tra ra mình bán mắc hơn á. Rồi cây số 10. Cây số 11. Hai cây này mình đâu còn sót lại được hai cây. Hai cây của Kai. Kai Classic 33 lớp lõi Vega Max. Cây này là Classic chip 6 inch nè. 6 2 12. Cây này chắc 15 quá. 15. Rộng 39-40 vậy. Dài chắc khoảng 2 ly. Kai Classic 33 lớp. Cái này mình bán với giá 900.000 nha anh em. Cái số 10 giao cai. Hai cây này hai cây cuối cùng luôn á, không biết đâu còn sót là hai cây chứ trước giờ mình không có bán giao này. Bán rất là ít. Mài rất là bén ha. Giao này thì nó mình không có đánh sạch mấy cái vết xước này được, đánh sạch vết xước cái mất cái vân nó không có đẹp. Đó, nhưng mình không có chà nó. Nên nó có dài vết xước. Nó nhìn em thấy đó. Rồi cây số 10, 900.000 bao ship. Cây số 11 cũng cũng classic luôn, nhưng cây này là Kirisuke. Kirisuke 6 inch, nó cũng bằng cái kia thôi. 16, cây này được 16. Khoảng rộng 41, dày khoảng 2 ly. Cây này giá 1.100.000 bao ship nha anh em. Kirisuke hơi bị hiếm đấy.
số 11. Số 11 là 900 triệu mốt bao ship. Dao còn rất là đẹp. Rồi, thì số 12, một cái dao đề 3. Cái này còn như mới luôn, khâu sừng. Ở đây nó có chữ xanh nhưng mà nó cứ dính liền cái từ kế bên nên mình nghĩ nó không phải là thép xanh. Nên sơn mình bán với giá là thép trắng. Cái này dài 16.5. Bán rộng là 5. Dày 7 ly. Cây này mình bán với giá 1.300.000 bao ship. Dao còn rất là mới nha anh em. Trời hơi bị tối rồi. Nói nhanh nhanh mình còn có 2-3 cây nữa là hết rồi. Cái này là cái số 11 ha. Đây, cái số 12. Cái đề 3. Giá 1.300.000 bao ship. Báo nhiều quá nên nhiều quá bơ. Rồi, cây số 13. Rồi, cây số 14. Rồi, cây số 15 là cây cuối cùng. Rồi, số 13 là một cây Gito của Sugimoto. Sugimoto này thì rất là nổi tiếng này. Dao rất là đắt tiền và xài rất là tốt, nó là cực kỳ tốt luôn. Rất là bá đạo. Cây này là Gito 21. Mã 2111. Anh em có thể lên mạng search ra giá nó bao nhiêu nha. Cái này thì dòng HM. Sử dụng thép giấy trắng số 2. Cái này dài 21, bản rộng của nó là 41. Cái này làm lại rất là đẹp này. Cái số 13 này giá 1.800.000 bao phí vận chuyển nha nè. Sugimoto 21. Nó rất là bén và giữ bén rất là tốt luôn. Nó là cái trắng số 2 nhưng mà họ nhiệt luyện rất là tốt. Sugimoto với Masamoto là hai cái hãng mà nó là nổi tiếng nhất nhì nước Nhật luôn á. Masa thì giờ họ làm quốc tế cũng khá là nhiều. Sugi thì vẫn còn làm truyền thống trong nước nhiều hơn. Đặc biệt mấy con Sugimoto anh em thấy cái đây nè, có mã rồi là bản quốc tế á, còn bản nội địa nên đôi lúc họ không có dập Sugimoto, họ không có dập mã luôn, họ chỉ có chữ Sugimoto phía trước thôi. Đó. Này nó sáng nó chói quá à. Nó lấy nét dở luôn. Bốn lưỡng. Cái cây này có cái cán nó nứt nứt ở đây nha, mình đã vô keo lại. Rồi, số 13 1.800.000 bao ship. Số 14 của một cây Sugimoto luôn, cây này là bản CM. CM 2124. Cây này còn dao mới, dao mình mua đấu giá. Còn mới. Cây này mắc, bản CM đắt tiền hơn bản HM nha. CM cây này giá mới là 40.000 yên á, nhưng mà về Việt Nam mình khoảng 90 triệu. Cây này mình bán với giá là 2.600.000 bao phí vận chuyển, một cây Gito. CM là viết tắt của cái này. Cái ta không lấy nét được ta. Chói quá không lấy nét được. Chromium molybdenum. Chói quá nó không lấy nét. Điện thoại cùi. Nghe thấy không? Đây mình hand satin nó rất là đẹp nha. Cái này thép không gỉ, đặc biệt là thép không gỉ. Cái HM là thép sấy trắng, còn này là thép chromium molybdenum á. Rồi, cây số 14, 2.600.000 bao ship. Cây này giá mới thì chắc
89 triệu rồi. Con này mới lên 99%. Tép không gỉ luôn, xài phê sướng. Rồi đặc biệt cây cuối cùng, cây dao chặt. Đó giờ bán dao mới gặp được cây đầu tiên luôn. Khá là nặng, khoảng ký ký mốt vậy đó. Dao này chặt gà chặt xương bung bung được luôn á. Dài 19. Khoảng rộng ở trên đầu này 12. Ở đây 9. Đây 10. Đó. Hàm của giống như ở đây nó có cái hoa mai nè, giống như cuốn gì quên tiêu. Tôi tự nhiên quên rồi. Ishito Sakai Ishito. Đây này nặng lắm nha anh em, chặt xương là được á. Cây này giá 2.300.000 bao ship. Dao chặt thì mài nó không có bán như mấy cái dao thái bầm rồi nữa ha. Đó. Cắt giấy được thôi. Cây này hơi bị hiếm à, trước giờ mới gặp được cây luôn á. Nó nặng thì thôi rồi luôn. Này dao chặt thì khoảng 1 kg là ngon lành á. Này chặt xương ống được luôn nè. Chắc giấy ngon lành này ha, dao chặt ngon lành luôn á. Có rút lỗ nào thử nha. Quay vào đây chặt nha anh em. Đó. Không. Dính ngắt rồi. Gửi là không bị sợ hết đó. Rồi. Xong kết thúc ở đây luôn ha. Kết thúc video ở đây. Anh em mua hàng thì liên hệ với mình theo số điện thoại. Và đừng quên subscribe kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Rồi bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.